Và xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Thánh lễ sáng hôm nay chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho các kỳ lễ sau đây: Giuse Hoàng Kim Tinh, Giuse Phạm Đình Vinh, các linh hồn Trần Quyên, Xin Ơn Như Ý, Giuse Vũ Đình Trung lễ dỗ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta cùng lắng đồng trong giây lát để xem mình ăn năn sám hối, mở lòng trí chúng ta ra với lời Chúa, với ân sủng của Ngài, để lời Chúa tiếp tục soi dõi bước đường đi của chúng ta. Ân sủng của Ngài giúp cho chúng ta thêm sức mạnh, được bền đỗ, trung kiên cho đến cùng. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đấng bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã phục hồi phẩm giá nguyên thủy cho nhân loại, để hết thảy chúng con chân thành tin kính mừng Đức Kitô sống lại. Xin cho chúng con cũng hết lòng cảm mến đón rước Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên chỉ cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chức sách công vụ tông đồ. Bây giờ, vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sa Đốc, ra tay hành động, đầy lòng ghen ghét. Họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Nhưng ban đêm thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra mà nói: các ông hãy đi vào đứng trong bền thờ mà nói cho dân chúng những lời ban sự sống. Nghe thế, các ông vào đền thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. Vị thượng tế cùng những người kề cận đến và triệu tập thượng hội đồng và toàn thể viên bô lão Israel, rồi sai người vào nhà gian điệu các tông đồ tới. Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông trong ngục. Họ trở về báo cáo rằng: chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa. Nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế phân vân về các ông, không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ có một người đến báo cáo cho họ: những người các ông đã tống ngục, kìa họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân. Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điều các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ bị dân ném đá. Đó là lời Chúa. Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời. Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời. Tôi sẽ không ngừng chung
trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Kẻ nghèo hẹn kêu xin và Chúa đã nhận lời. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tôn danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhậm lời. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hơn hờ, không bao giờ bé mang hồ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho họ khỏi mọi cơn nguy khôn. Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời. Sứ thần của Chúa đông trại chung quanh để giải thoát những ai kinh sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biên mây, hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không phải không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta được tiếp tục nghe kể lại những câu chuyện về các tông đồ sau khi đã được chứng kiến Chúa sống lại. Và đức tin của các ông trở nên rất mạnh mẽ. Các ông tiếp tục rao giảng về Đấng Kitô, về Con Thiên Chúa đã chịu chết, đã chịu gánh chịu tất cả những tội lỗi của chúng ta, đã chết và đã sống lại. Và vì yêu thương mà Thiên Chúa làm tất cả những cái điều đó. Và rất là nhiều người cũng đã nghe, đã tin và đã xin gia nhập vào cộng đoàn Kitô hữu. Chính vì vậy mà những người Do Thái, những người lãnh đạo Do Thái họ rất sợ. Trong đó nói là bởi vì họ ganh tị. Nếu mà nhìn về khía cạnh con người, nếu như mình là một chủ trì một cái giáo phái hay một cái gì khác, mà mình thấy một cái giáo phái khác mà nó bị nhiều người lôi cuốn như vậy thì chắc chắn mình cũng lo sợ chứ không ạ? Không biết là mình phải làm thế nào. Và nếu như là mình là những người lãnh đạo thì chắc chắn ta sẽ làm khó dễ nhau thôi. Và cái điều đó chúng ta thấy rất là rõ ràng. Họ đã cấm các ngài, họ hạch hỏi các ngài nhân danh ai mà các ông đã rao giảng những lời này, vân vân và vân vân. Nhưng sau cùng rất nhiều người đã tin và đã gia nhập. Thì hôm nay chúng ta thấy là
họ đã bắt và nhốt các tông đồ vào trong ngục, vào trong tù. Nhưng mà Thiên Chúa đã can thiệp cho sứ thần đến để giải thoát cho các ông và khích lệ các ông, làm cho các ông được có sự can đảm tiếp tục đi rao giảng, đứng giữa đền thờ để mà rao giảng cái điều đó. Và chúng ta thấy lý do mà họ làm được cái điều đó là bởi vì cái niềm vui Chúa sống lại, cái niềm vui là bởi vì mình có một đấng đã yêu thương mình, đã sẵn sàng lãnh chịu hết tất cả, và sau cùng đó là tình yêu chiến thắng được sự chết. Và đó chính là cái sức mạnh mà làm cho họ có thể làm được cái điều đó. Cho dù giống như Thánh Phaolô trong một lá thư thì Ngài có biết là cho dù con người có bị bắt bớ đi sao đi chăng nữa, nhưng lời của Thiên Chúa vẫn được tiếp tục rao giảng, vẫn được tiếp tục gọi là có những người sống cái sứ điệp tin mừng đó và tiếp tục làm chứng nhân. Chắc chắn không chỉ là các tông đồ mà thôi, nhưng mỗi người chúng ta. Trong bài Phúc Âm hôm nay thì chúng ta thấy cái chủ đề cũng xoay quanh vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con một của Ngài để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết. Và có lẽ nếu mà chúng ta tóm gọn lại cái đó một cái câu mà chính Chúa Giêsu cũng đã nói là ta là đường, là sự thật và là sự sống. Đó, thì đây thì dùng, thay vì đó thì dùng Đức Kitô là cái ánh sáng để chiếu soi cho chúng ta. Và có lẽ chúng ta nhìn trong cái tương quan của một người cha, người mẹ khi mà có con cái của mình thì mình muốn giáo dục con cái của mình như thế nào? Mình giúp cho con cái của mình biết phân biệt phải trái. Mình tìm thầy giỏi để cho con mình học không? Thầy hay chữ tốt. Rồi mình cũng tìm những người bạn gọi là ngoan để cho con mình nó học hỏi không? Rồi nếu như mà mình biết những cái môi trường nào tốt, trường học tốt, cái chỗ mà nó giúp cho con cái của mình học hỏi khám phá ra được, thì mình cũng sẽ sẵn sàng làm tất cả những cái điều đó không? Và khi chúng ta nhìn lại Thiên Chúa thể hiện cái lòng yêu thương của Ngài, Ngài cũng làm y như vậy. Ngài sai chính Con của Ngài xuống, Ngài cũng sai các tông đồ đến hết lần này nữa để qua đó chúng ta. Và sau quanh trong đó vẫn là vì tình yêu thôi. Và sau cùng cái tình yêu trọn vẹn đó là vẫn tình yêu để hướng người ta đến sự khôn ngoan, hướng người ta đến sự tốt lành, hướng đến cái sự thánh thiện. Chứ không phải là yêu rồi thì sao cũng được, yêu rồi ta kéo nhau cả đám gọi là đi lạc đường. Thì có thể lúc mà mình bồng bột còn trẻ còn dại dột theo thì mình cái đó mình nghĩ cái đấy là yêu đấy. Mẹ yêu mẹ, cái gì mẹ xin gì mẹ cũng cho, yêu thì bố cái gì bố cũng tha thứ cho hết. Nhưng mà sau cùng tất cả những sự yêu thương nó thật sự nó có dẫn chúng ta đến trở thành một con người tốt hay là không? Và đó chính là cái điều mà Thiên Chúa muốn là đến để giúp soi sáng hướng dẫn cho mỗi người chúng ta. Chúa là đường để chúng ta biết được chọn con đường nào là con đường đúng, con đường phải. Chúa là chân lý. Chân lý là có nghĩa là Chúa đến để giúp cho chúng ta biết mục đích, ý thức của cuộc đời là cái gì, phẩm giá của con người là cái gì. Nếu như chúng ta không biết cái phẩm giá, cái giá trị của con người thì chúng ta cũng chả biết cách để mà chúng ta đón nhận. Đó. Và nếu khi chúng ta không biết đón nhận thì chúng ta cũng chả biết trao ban, mà chúng ta cũng chả biết đối xử với nhau. Và sau cùng là dẫn cho chúng ta đến một cái sự sống, một cái sự sống sung mãn. Sự sống sung mãn ở đây không phải là có nhiều, nhưng mà chúng ta biết để mà chúng ta cảm tạ, chúng ta tri ân. Và cái sự sống sung mãn ở đây để rồi chúng ta gọi là đón nhận tất cả. Những lúc mà chúng ta hạnh phúc, những chúng ta có đầy đủ, cũng như những lúc mà chúng ta thiếu thốn, những lúc chúng ta đau buồn, những chúng ta thất vọng, vân vân. Cuộc đời của chúng ta bao gồm hết tất cả những sự đó, để mà chúng ta có thể chúng ta đón nhận đó một cách tin tưởng, thì chắc chắn niềm tin
và chính Đức Kitô là người con mà Thiên Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta. Về cái gì xin Chúa cũng giúp cho chúng ta để rồi chúng ta tin vào người con đó. Người con đó đến và mặc khải cho chúng ta qua lời của Thiên Chúa. Ngài đến mặc khải cho chúng ta qua tất cả những tấm gương về yêu thương, về tha thứ, về quảng đại. Xin Thiên Chúa giúp cho mọi người chúng ta để rồi mỗi ngày chúng ta cũng trở nên sống xứng đáng hơn là những người con cái của Thiên Chúa. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Cũng như giọt nước hòa tan trong rượu này, xin cho chúng con được thông phần thiên tinh của Đấng đã đoái thương xê phải thân phận làm người với chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ứng thiêng liêng cho chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối và xin cho hy lễ chúng con dâng tiệc tôn nhan Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi thật kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên mình và máu thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho sự phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này. Chúng con càng hành diện tung hô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là trinh đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ người con cái sứ sang được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa nước trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của người chúng con khỏi phải chết, và trong sự sống lại của người chúng con được phục sinh. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cùng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén, cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Tin nhờ người với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin loại thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin loái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới nhờ kết hợp với Đức Kitô phục sinh, người hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành xuống trên tất cả anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.